Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam và Mỹ đã nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện, mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp trong nước mở rộng xuất nhập khẩu hàng hóa vào thị trường này. Tuy nhiên, đi kèm với cơ hội này là thách thức bởi thị trường Mỹ đang có xu hướng mới, đòi hỏi mới, nhất là các yêu cầu liên quan đến những sản phẩm xanh, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp Thanh Hóa đang nỗ lực từng bước chuyển đổi mô hình sản xuất để đáp ứng các tiêu chí khắt khe về sản xuất xanh, bền vững từ thị trường. Không chỉ thị trường Mỹ, những thị trường truyền thống của Việt Nam như Liên minh châu Âu EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc cũng ngày càng có yêu cầu cao về các yếu tố bền vững đối với các sản phẩm hàng hóa nhập khẩu, đặc biệt là hàng tiêu dùng. Ngoài ra, nếu như trước đây các tiêu chuẩn xanh bền vững chỉ được nhìn thấy ở những phân khúc cao cấp, thì hiện nay đã trở thành các yêu cầu phổ biến trên mọi phân khúc. Người tiêu dùng ngày càng yêu cầu chất lượng cao hơn với hàng hóa. Song, điều đáng lưu ý đi kèm với yêu cầu đó là sự ủng hộ và sẵn sàng chấp nhận mức chi phí cao hơn thông thường với sản phẩm xanh. Vì vậy, đây vừa là thách thức, đồng thời cũng là cơ hội đối với các doanh nghiệp sản xuất. Trên thực tế, sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam nói chung, các sản phẩm của doanh nghiệp Thanh Hóa nói riêng còn yếu. Điều này sẽ tạo áp lực không nhỏ khi quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng và thị trường xuất khẩu ngày càng áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe hơn để bảo vệ môi trường. Song, nếu thay đổi và thích ứng được với những đòi hỏi của thị trường, thì các doanh nghiệp sẽ tiếp cận được với cơ hội để phát triển một cách bền vững. Từ quý 3 đến nay, hầu hết các doanh nghiệp dệt may trên địa bàn Thanh Hóa đã có đơn hàng trở lại. Các doanh nghiệp dệt may đang nỗ lực tăng tốc sản xuất để có thể đáp ứng được yêu cầu của đối tác. Hơn 600 công nhân của công ty trách nhiệm hạn Soto đang tăng ca tăng kíp, làm việc hết công suất để thực hiện đúng tiến độ các đơn hàng xuất khẩu trong tháng cuối năm. Nếu như từ tháng 4 đến tháng 6 năm nay, mỗi tháng công ty xuất đi khoảng hơn 300.000 sản phẩm, thì trong những tháng cuối năm, sản lượng đã tăng gấp đôi từ 700.000 đến 800.000 sản phẩm xuất khẩu. Thời điểm này, các đơn hàng đã ký kết, đảm bảo cho người lao động có việc làm kéo dài đến hết tháng 8 năm 2024. Nhiều giải pháp sáng kiến mới trong sản xuất đã được công ty áp dụng để tăng năng suất. 3 tháng cuối năm thì là công ty em đang có rất nhiều đơn hàng của rất nhiều khách hàng mới để đưa vào công ty ạ. Và chúng em là những người quản lý và luôn luôn đưa vào những cái sáng kiến và nâng cao năng suất lao động để cho công nhân với lại toàn bộ công ty có những cái mức lương thu nhập ổn định trong những tháng cuối năm ạ. Thanh Hóa hiện có khoảng gần 300 doanh nghiệp sản xuất trong lĩnh vực dệt may. Do giá đơn hàng xuất khẩu giảm từ 20% đến 30% so với năm trước, nên dù đơn hàng xuất khẩu tăng trong quý tư, nhưng lợi nhuận lại giảm so với cùng kỳ. Dù vậy, các doanh nghiệp dệt may vẫn đang cố gắng duy trì thu nhập cho người lao động và tính toán phương án thưởng Tết. Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, các cấp hội cựu chiến binh trong tỉnh đã chủ động, sáng tạo triển khai nhiều cách làm riêng, hiệu quả. Qua đó, góp phần cùng với chính quyền và nhân dân các địa phương từng bước hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Giai đoạn 2017-2022, các cấp hội cựu chiến binh trong tỉnh đã tuyên truyền vận động hội viên hiến trên 894.000 m² đất, đóng góp hơn 10 tỷ đồng và hàng vạn ngày công để mở rộng, nâng cấp đường giao thông, hè phố, làm nhà văn hóa, khu thể thao, thôn phố. Hội cựu chiến binh các cấp cũng đã thành lập được 220 câu lạc bộ bảo vệ môi trường, lắp đặt trên 2.000 thùng thu gom rác thải đồng ruộng, góp phần thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, nhiều gia đình cựu chiến binh đã gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế. Toàn tỉnh có 17 sản phẩm ô cốp do cựu chiến binh là chủ thể sản xuất. Ban chấp hành hội liên minh các cấp bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tích cực làm tham mưu cho cấp ủy và chính quyền, nhận một việc xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến. Cán bộ hội viên cựu chiến binh tăng cường hơn nữa cái công tác phối hợp giữa hội cựu chiến binh để cùng với cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các ban ngành đoàn thể và nhân dân thực hiện tốt cái phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới. Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, các cấp hội cựu chiến binh trong tỉnh đã đảm nhận và thực hiện có hiệu quả những phần việc cụ thể thiết thực và phù hợp trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại các địa phương. Qua đó tạo sức lan tỏa để mọi người, mọi nhà cùng chung sức đồng lòng đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, ngành y tế Thanh Hóa đã tích cực đưa ra các giải pháp nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chú trọng tới chuyển đổi số vào các hoạt động quản lý khám chữa bệnh một cách toàn diện.
Nhờ đó đã có những thay đổi tích cực trong hệ thống y tế từ tỉnh đến cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân. Đến nay, 100% bệnh viện trên địa bàn tỉnh đã triển khai hệ thống thông tin quản lý bệnh viện, 100% đơn vị y tế công lập triển khai phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc trên môi trường điện tử, 100% cơ sở khám bệnh chữa bệnh ký hợp đồng bảo hiểm y tế đã triển khai việc sử dụng thẻ căn cước gắn chip thay thế thẻ bảo hiểm y tế. Với lượt tra cứu thành công đạt tỷ lệ gần 70%, các bệnh viện cũng đã áp dụng chuyển đổi số trong kết nối trực tuyến để đào tạo tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, chuyển giao kỹ thuật, hội chẩn từ xa với các chuyên gia tuyến trung ương. Người bệnh đến chỉ cần trình về căn cước công dân là quẹt mã QR là người ta đã có biểu hiện thị hết tất cả các cái tên và cái nhu cầu cần thiết để cho y bác sĩ người ta thực hành được, và thanh toán thì cũng thanh toán có thể là bằng tiền mặt và có thể là bằng chuyển khoản tại đơn vị của tâm đức. Hiện Sở Y tế Thanh Hóa đã xây dựng kế hoạch chuyển đổi số, xác định cụ thể các nội dung, nhiệm vụ, thời gian thực hiện, trách nhiệm hoàn thành và phân công nhiệm vụ các thành viên ban chỉ đạo. Ngoài ra, Sở cũng sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị y tế nâng cấp hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, đảm bảo an toàn an ninh mạng, phục vụ công tác quản lý chỉ đạo điều hành trên môi trường mạng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ triển khai chuyển đổi số và thực hiện đề án 06. Thưa quý vị và các bạn, không giống với những đứa trẻ bình thường khác, có rất nhiều em nhỏ sinh ra đã mang khiếm khuyết bẩm sinh về thể chất hoặc trí tuệ. Với những trẻ mắc các dị tật thể nặng và hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, việc được đến trường, được học tập là cả một ước mơ khó trở thành hiện thực. Thấu cảm điều đó, một lớp học đặc biệt đã được mở ra, mang đến cơ hội học tập và những niềm hạnh phúc nho nhỏ cho những đứa trẻ đặc biệt. Đó là lớp học tại Trung tâm Cứu trợ Trẻ Em Tàn tật thành phố Thanh Hóa. Lớp học của Trung tâm Cứu trợ Trẻ Em Tàn tật thành phố Thanh Hóa hiện có 12 trẻ khuyết tật đang được chăm sóc, dạy dỗ. Các em là những trẻ bị tự kỷ nặng, bị bại não, động kinh, chậm phát triển, không thể đi học bình thường như những trẻ khác và đều có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Đến với lớp học đặc biệt này, các em không chỉ được học chữ, được chăm sóc để cải thiện sức khỏe và hành vi, mà còn được thực hành rèn luyện kỹ năng nghề. Các cháu ở đây thì nó nhiều cái bệnh, nó khác biệt nhau cho nên chăm sóc nó rất là khó khăn. Và hai nữa thì các cháu này bây giờ rất cần một cái điều kiện về vật chất. Ví dụ như là mình để cho các cháu có máy tập này, các cháu để học những kỹ năng học này. Thế nên cho nên là nó cũng đang khó khăn. Với trẻ khuyết tật đặc biệt, sự tiến bộ không chỉ tính theo ngày mà phải hàng tháng, hàng năm, thậm chí là nhiều năm. Nhưng sự tiến bộ của các em, dù nhỏ, luôn là động lực để cán bộ, giáo viên thêm cố gắng, làm việc hết mình, với mong muốn bù đắp một phần cho những đứa trẻ kém may mắn, mang đến cho các em cơ hội học tập và phát triển, giúp các em tự tin và có thể sớm hòa nhập cộng đồng. Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa, trong một năm trở lại đây, trên đường Hồ Chí Minh đoạn đi qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra 51 vụ tai nạn giao thông, làm chết 18 người, bị thương 50 người. Đây là con số khá cao, do đó cần có biện pháp kéo giảm tai nạn giao thông trên tuyến đường này. Đường Hồ Chí Minh qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa có chiều dài gần 130 km, đi qua nhiều khu dân cư với hàng trăm đường ngang. Đường có những đoạn khá hẹp, qua địa hình đồi núi, sườn dốc, có nhiều vị trí giao cắt nằm ở đoạn đường cua khuất tầm nhìn. Mật độ phương tiện từ các tuyến đi ra đường Hồ Chí Minh khá đông, song nhiều vị trí thiếu biển cảnh báo, đường giao nhau và gờ giảm tốc nhắc nhở các phương tiện chú ý giảm tốc độ. Bên cạnh đó, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của một bộ phận người điều khiển phương tiện còn kém. Khi đi đến các đoạn cua hay đi từ đường nhánh ra đường chính, không chú ý quan sát, không giảm tốc độ, khiến cho các điểm giao cắt trở thành khu vực xảy ra nhiều tai nạn giao thông. Người dân khi tham gia giao thông từ các đường nhánh ra đường chính thì phải giảm tốc độ, chú ý quan sát hai bên để khi tham gia giao thông để tránh nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Phòng Cảnh sát Giao thông đã rà soát để xác lập các điểm đen, điểm tiềm ẩn. Qua đó đề nghị các cơ quan chức năng để có các biện pháp khắc phục để các điểm đen để tìm đến đấy để đảm bảo cho người dân tham gia giao thông an toàn. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các đơn vị chức năng rà soát và đề xuất bổ sung thêm biển báo và bố trí hệ thống đèn tín hiệu tại một số vị trí có nguy cơ tai nạn giao thông cao trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua Thanh Hóa. Tuy nhiên, người dân lưu thông trên tuyến đường này cũng cần tuân thủ các quy định, chú ý quan sát, kiểm soát tốc độ để đảm bảo an toàn.
Bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.